Thưa quý vị, lượng hàng tồn kho ở lĩnh vực bất động sản, nhất là phân khúc đất nền, nhà phố còn khá nhiều. Do cầu giảm nên phần lớn các doanh nghiệp đang trong tình trạng ngủ đông, đợi thời cơ. Một số ít doanh nghiệp chủ động kích cầu thị trường bằng cách hỗ trợ khách hàng như là tặng ngay tiền mặt khi thanh toán tiền, giảm giá hay cho kéo dài thời gian thanh toán. Liệu với những nỗ lực này có giúp vực dậy thị trường bất động sản trong giai đoạn tới hay không? Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên dạo quanh thị trường về lĩnh vực này. Giảm sản phẩm ở phân khúc nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, gia tăng nguồn cung ở nhóm đất nền, nhà phố, chung cư, đưa ra các gói giảm giá trực tiếp đến 5% khi khách hàng thanh toán. Đó là cách mà doanh nghiệp này thực hiện để xoay chuyển. Theo chia sẻ, thì lúc này họ không đặt mục tiêu lợi nhuận mà khoanh vùng các nhóm sản phẩm để có được đầu ra. Một cách xoay sở khác khi thị trường đang trầm lắng, đó là các chủ đầu tư chọn vị trí làm dự án ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh với mức giá trung bình thay vì chọn khu vực nội thành thành phố. Hiện tại thì Hưng Thịnh cũng cải tiến một số cái về sản phẩm, ví dụ như chúng ta ra những sản phẩm nó vừa thông thoáng, nó phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời thì bổ sung thêm một số cái chức năng của sản phẩm, ví dụ căn hộ thông minh, những cái đó là cũng là cái thời gian chúng ta nhìn lại mình và chúng ta tăng cường cái chất lượng sản phẩm cũng như cái tiện ích của sản phẩm để cung cấp ra thị trường cũng như là giới thiệu đến khách hàng. Hưng Thịnh sẽ đưa ra những cái chính sách là giảm 5% cho khách hàng đóng tiền trong cái đợt mùa dịch này khi mà đến hạn. Đấy là cũng là cái chia sẻ thiết thực nhất mà đến cái khả năng thu nhập cũng như là các tài chính của cái người mà khách hàng cũng như người dân để tham gia.